Chắc vội. Phỏng vấn nhỏ thì bố nghĩ sao khi về chuyến đi phượt của con? Bố nghĩ Muốn muốn phượt đâu cũng phượt, nhưng phượt sợ ông nhọc quá nên hoàn toàn ủng hộ nhỉ. Hỏi bơm tiền đó nha. Xong, bố rất ít lời, không có nhiều lời. Sắp phỏng vấn đến mẹ. Hello mẹ. Mẹ tôi đang chuẩn bị nồi. Trời, đây là chuối. Hoa chuối nha anh em. Mẹ nghĩ sao về chuyến đi phượt sắp tới của con? Sao? Vui rồi. Anh nhìn thẳng đây nè. Vui. À, vui. Nhớ bơm tiền nha. Lên mấy tỷ? Là mấy tỷ Lên mấy tỷ? cơ. Mấy tỷ không mang hết được. Chung là rất ít lời. Hello mèo. Mèo nghĩ sao chuyến đi phượt 64 đỉnh của anh? Ơ, con mèo đấy. Anh đi ra. Không nói gì anh em. Giờ 19 giờ. Đây là tôi. Xin chào anh em. Sắp tới thì mình sẽ có chuyến đi xuyên Việt, xuyên qua 63 tỉnh thành ở trên Việt Nam. Mình sẽ review toàn bộ những cảnh đẹp mà nơi mà mình sẽ đi qua cho anh em. Rất mong anh em sẽ ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu bạn thấy cần bất kể thông tin gì, hãy để lại nó dưới comment cho mình nhé. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em. Đây là món số 4. Đố anh em biết đây là cái gì luôn. Còn lâu mới biết luôn. Cháu sắp đi 63 tỉnh đấy, bà chúc cái gì không? Bà đi chúc cháu là đi mạnh khỏe, đi đến nơi về đến nhà cho là tốt. Vâng. Thế là cháu về qua lại thăm bà tí nữa. Yeah. Bạn bao
nhìn thấy không? Mày nhìn rõ không? Mày giới thiệu bản thân đi. Ba hôm nay bao nhiêu tuổi? 64 tỉnh của con à? Bố thấy nào về chuyến đi 64 tỉnh của con? Bố chả đã nhìn thấy con đi lúc nào đâu mà biết được là con sắp tới chuyến đi sắp tới con này học rồi đi là bố không thích. Không thích à? Không thích sao không thích? Không thích là vì đi thế nó nguy hiểm phiêu lưu. Bố đang lên hình ý nhỉ? Con sẽ quá nguy hiểm phiêu lưu, đi trên dọc đường nhiều cái nó xảy ra. Bố đang phát cho rất nhiều người xem vì đi xem có coi là có đoàn thể hoặc có người lọ người kia nó còn hoặc đến đâu còn có người lọ người kia thì mình còn lấy đây một mình một thân trơ lơ đi. Đi là như nào? Đi đường ven biển rất là đẹp nhá. Ven biển đẹp nhá. Chỉ có một vài tỉnh như Thanh Hóa hoặc phía Tây Thanh Hóa rất đẹp. Tây Nghệ An một chỗ đi. Và các tỉnh từ trong Huế thì từ bắt đầu từ Quảng Bình, Trị vào đi dọc ven biển. Anh có lưu ý gì cho em không? Mưa nhà mưa là gì? Áo mưa là bao cao su hay là áo mưa bình thường? Nào, chúc nhau một câu thôi nào. Chúc cái gì nào? Chúc an toàn. Ok, cảm ơn anh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình. Điểm đến đầu tiên của mình sẽ là Tam Đảo. Bây giờ là 8:05 tối. Đây là bố mình, rủ mãi không đi. Bố mình là một người giữ lời hứa và mình hy vọng thế. Đây là mẹ mình. Đấy. Hẹn gặp lại bố nha.